Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Anh em chơi cờ 8 mùa như mình ở đây chắc là đều biết. Mùa nào cũng có một đội hình hoặc một con tướng mà chỉ cần bạn chơi là lobby nó chửi. Mẹ cuộc đời! Bãi rác, spammer. Nhưng mà chửi thì chửi chứ họ ra là vẫn chơi đấy. Vì nó vừa dễ chơi lại còn vừa mạnh. Chả phải dùng não nhiều mà cứ chơi là vào top thôi. Còn nếu bạn chơi mà out top á, thì chắc là do bạn chưa xem video này đấy. Vâng, và 8.5 này bãi rác gọi tên Cai Sa Ái Nữ Hư Không. Mà có hư không nhỉ? Mình nghĩ là có đấy. Vì giờ ngoan thì chỉ có mỗi mình thôi. Giờ thì mời các bạn cùng xem con tướng 3 tiền này đã giúp mình khuynh đảo Giang Sơn đứng đầu lobby như thế nào nhá. Vừa khởi đầu đã thấy Malem rồi. Một nước mắt, một gậy, một BF và hai thành viên của đội đào hầm. Lõi đầu tiên cũng ủng hộ mình với các nâng cấp anh hùng 2 tiền. Tất nhiên là mình roll để tìm chị 6 đấm bốc rồi. Một phát ăn luôn vì tập chịu đòn. Vừa khít up 4 có form bài 3 đạo trích và 2 đấu sĩ cho luôn ẹt diều cái kiếm súng. Ngày xưa sợ chơi thần tài vì hay oẳng, chứ giờ cứ thấy đạo trích là mình húp vội. Đúng là ai rồi cũng nghiện các bạn ạ. Ok, Sona không tìm mà cũng tự đến. Thế thì mình xin thay luôn 4 đạo trích vội chứ còn gì nữa. Bắt đầu chuỗi thua chịu đau để làm giàu rồi đấy. Đội hình full 1 sao mà lại còn đạo trích nữa thì làm gì có ăn được ai. 2.3 tiếp tục thua và mình hold được 10 tiền làm vốn. Đi chợ được chọn sớm, lại còn có Cai Sa cầm một gậy một găng trông mình ngon lắm. Nhưng mà mình lo là nhà thừa nhiều đồ đam, nên là thôi mình lấy con TT gai cầm cung với váy đi. Nó bị hài đấy. Game hỏi mình là có lấy cái hũ một được một gậy và một búa rèn không. Mình bảo chê. Từ lúc biết đào hầm tới giờ dù thắng hay là thua, làm vua hay làm tớ thì mình cũng chưa bao giờ hèn tới cái mức lấy hũ một cả. Thôi để. À nãy giờ sợ thua nhiều ăn top 8 nên là mình up 5 thêm chest. Nhưng mà gặp cái nhà siêu thú chó đỏ này thì eo ơi chó đỏ dã man luôn ấy, mới 2.5 mà đã vên 2 rồi. Nhờ xếp hết sang một bên nên là mình đã clear được 2 chest khá là may mắn. Các bạn chơi đạo trích chuỗi thua nhớ là xếp tướng hết sang một bên để clear ít nhất là 1-2 chest của đối thủ nhá. Trích này thì mình học lỏm được của người ta nhưng mà áp dụng thì ok phết. Ok à, mãi bốc phết quên trích nhà hàng xóm. Gặp ngay một nhà cũng bốn chết đào hầm như mình. Thế là mất luôn cái chuỗi chiếc ro quái trong cái giống đặc sản kinh gờ nào đó không ấy chứ lệ. Cái à. Không phải giọng còn nắng nhanh nhau nhá. Riot thương người nghèo hay sao ấy nhỉ? Ro quái cho đúng một cái nịt còn lại toàn tiền là tiền thôi. Tiền thì cũng thích đấy nhưng mà có thể cho mình gặp nhà nào yếu yếu hơn tí được không? Chứ cứ full 2 sao thế này thì thở làm sao nổi. Ezreal pháp lực gia tăng mà lại còn thủ cứng thế này. Ezreal nhà mình bắn như gãy ngứa luôn. Thế là lại nguyên sàn. Ngã ba đường đầu tiên có nhà tài phiệt và thăng hoa mình có thể chọn được. Đối trưởng hạ gà thì không, bởi vì là mình đang hướng tới đội hình 3 tiền Cai Sa Carry. Tiền thì mình cũng có khá khá rồi nên là nhà tài phiệt không quá cần thiết. Thăng hoa thì có vẻ ổn đấy vì sẽ mang lại lượng đam cho team của mình. Rồi ok cho đơn. U2 mình cũng định bỏ qua để đào tiếp đấy nhưng mà đồ ngon quá có cung cho Cai Sa kìa. Thôi thì mình húp luôn. Này là mình té vì đồ đẹp đấy nhá chứ không phải là tại sợ chết đâu. Mình còn nhiều máu đấy kia cơ mà. Áp 6 cho Cai Sa vào và trả lại những món đồ trần phái cho nó. Tuy nhiên là không có tướng thay nên là mình lại bắt đầu đào một cái hầm khác. Đi chợ lượt 3.4 thì mình lấy cái gậy thôi. Mang về là Cai Sa có đủ đồ ngon lành để vào top rồi. Mình áp 7 luôn để tìm Cai Sa 2 nhưng mà chỉ bắt được thêm một Cai Sa và một Midfortune thì hết 4 đốt tiền. Đấy, người nghèo thì thường ít lựa chọn mà. Mùi nghèo vậy? À, gặp lại sở thú 2.5 mới bên 2 sao. Giờ vẫn còn cháy hừng hực luôn. Ai làm lại bà. Thế nhưng mà Eco và Vi của mình chống chịu tốt ở trên. Đủ thời gian để team bạn được thăng hoa. Cai Sa với ba rút súng clear cực nhanh toàn bộ chest của đối phương. Đang cháy à, tạt gáo nước cho bớt cháy nè. Đội hình quá áp đảo nên là mình có chuỗi win 4 trước ro quái. Bắt đầu cháy ở đấy. Bầy sói cho mình hẳn 2 cái gậy. Ngon, có đồ cho mít phô phụ đam luôn. Uầy, u-wat luôn này, mới level 7 mà đã u-wat rồi, lum. 4.1 gặp lại nhà đạo trích and siêu pháp được gia tăng. Đã có blue và grip phép. Thế nhưng mà không cho siêu nhân vào nên là bắn không xi nhê gì với sức chống chịu từ tuyến trên của mình. Cai Sa một sao bắn vẫn cực rát. Thế nên là sự trả thù này là full house luôn. Lượt chọn lõi 4.2 mình lấy luôn ra cố hàng thủ. Cái này là một cặp trời sinh với thăng hoa đấy. Nắp hầm đào thêm đã mở, may quá đồ tanh với búa rèn, quá hợp lý. Nó mà ra đồ đam nữa là chết dở đấy. Cho U-Wat ra trận thay Sona, mình roll nhẹ kiếm Cai Sa cái. Và đây rồi, Cai Sa lên 2. Lắp thêm cái thú tượng cho Eco. Mình thề với các bạn là đố thằng nào dập được cái win trick của mình luôn đấy. Đấy, đã bảo là thắng mà. Lúc này thì các nhà hàng xóm cũng vội vàng update những con tướng 3 sao rồi. Đúng rồi, vội lên các bạn ơi, tiền không mang được sang game sau đâu.
Vậy đi chợ thì còn U-Bot ngon quá, mắt mình sáng như đèn pha. Nhưng mà các cụ bảo rồi, nhất cự ly nhì tốc độ, chờ đến lượt mình nó thuộc về người ta mất rồi. Thế là thôi, mình lấy giọt nước mắt lăn trên bờ mi, mang về lắp Soji cho Mid-Fortern vậy. Up 8 roll nhẹ thôi, tầm này muốn giữ chuỗi thắng thì phải nhè tiền ra. Thêm được con bò 2 vào sân thì hàng tanh chất lượng hẳn chưa. Giày với vững chãi cơn này thì cũng ngang rào cản của các bạn vào team Crash rồi chứ gì đâu. Thế nên mới đục mãi không được đấy. Đây này, toàn thắng rồi. Và chuỗi 9 chiếc rau hiểm họa son là điều tất nhiên. Quánh rồng được đồ xong thì mình lắp thêm cái găng bỏ thạch cho Mid-Fortern, đồ tanh cho Blitz, gọn gàng không dư một mảnh nào. Giờ thì công việc của mình chỉ là eco 50 tiền và slow roll cái sắp 3 sao thôi. Nhẹ nhàng. Rất thuận lợi cho đến 5.2 thì mình chạm trán nhà 7 siêu thú cũng ra gì lắm. Garen đội bạn được hóa siêu thú cùng với con Ducking 2 sao quá trâu bò, che chắn hết sát thương. Dàn sau thì Mid-Fortern mới 1 sao nhưng mà có thăng hoa, thêm 2 diệt khổng lồ nữa thì ui rồi, sấy một phát là bay luôn cái đội hình team mình luôn. Khiếp hồn khiếp vía, dập lửa chuỗi 11 của người ta không thương tiếc. Vòng đi chậm bất ổn thì mình lấy về một sách chọn ấn và một cái mũ. Đây cho cô cái mũ để cô hách nhiều cho báo nhá. Mở sách cứ mong giờ ấn rút súng nhanh cho nhiều đam mà game bảo có voi được hai bà trưng à. Mấy cái này thì có mỗi ngưu binh là tạm ổn nên là thôi mình lấy cho eco đi. À, lại gặp engine pháp lực gia tăng à? Chết giả, không có cửa với mình rồi. Nhìn đây này, ba hộ công chống chịu cực kỳ tốt. Để hàng sau cai xa với cả Mid-Fortern thoải mái xả sát thương. Đấm tiếp nè. Tiếp tục roll cai xa tí nhỉ? Eco giờ mới lên 2 này. Kai'Sa chưa kịp lên 2 thì gặp ngay nhà này 7 biên đội vô cực với phít đồ biến biệt đội và một con nữa cầm đồ siêu đẹp. Hai con phít đồ bò lổm ngổm trên sàn càn quét đi team của mình. Có vẻ như là các con quái vật của lobby bắt đầu thức giấc rồi đấy, không đùa đâu. 5.7 hạ gục Morgana thì mình lấy cái diệt làm đồ cuối cùng cho Mid-Fortern phụ đam. Tiếp tục chỉ roll lợi tức mà vẫn chưa có ái nữ 3 sao, quá là bất lực. 6.1 mình gặp lại nhà siêu thú chó đỏ đầu trận carry một ven. Thế nhưng mà chắc đỏ được mấy hồi, chứ giờ một máu một ven đã lên được 3 đâu. Mid-Fortern thì cầm đồ không đẹp, có hàng tanh trông thì cũng được được đấy mà revenge thì lốc bố rồi. Ở dưới thì ven bị thông đã hấp dẫn, còn mãi cầm cung chơi với Blitzker. Eco thì khiêu khích những con tướng còn lại. Và combo sóng thần đến từ U-Watt, bão đạn từ Mid-Fortern và Kai'Sa free shot từ đầu đến cuối. Thì thật sự là team bạn bất lực và phải ra về với cái top 6. Biết không ạ? Giờ thì mình sẽ roll mạnh tay hơn để ba ông còn lại không có cơ hội lật kèo. Và tất nhiên là người có tiền sẽ có Mid-Fortern 2, Kai'Sa 3, Eco cũng 6 con sắp lên 3 rồi đấy. Các bạn cứ khóc dần đi là vừa. Uầy, nhà Ezreal phải sống dai quá nhở. Tầm này đen gặp mình thì đi sớm chứ không gặp mình có khi là cầm cự lâu hơn rồi đấy. Nãy Kai'Sa 2 bạn cũng không ăn được thì giờ lấy gì để cấu máu của mình đây. Thôi dãy top tới giờ là bạn quá giỏi rồi. Điều hối tiếc cuối cùng là đã gặp mình ở 6.2 này thôi. Bye bye. Cút ra ngoài. Đây rồi, biệt đội vô cực nhưng mà không có feed đồ nữa. Người đã thay bằng Leona rồi. Trông thì cũng chiến đấy. Bắt đầu combat, Eco lướt đi khiêu khích rất nhiều tướng của đối phương. Mặc dù khá là trâu nhưng với Leona thì đây là đam chuẩn nha. Ngư Minh giúp Eco cầm cự thêm giây lát nhưng mà cũng bị hạ gục rồi. Sóng thần của U-Watt giấy lên cầm chân hai con Leona này. Thăng hoa được kích hoạt, ái nữ hư không tấn công vào Leona. Bên cạnh đấy thì Mid-Fortern lo phần còn lại. Đúng một cơn bão đạn thôi là không ai còn nhìn thấy Ezreal trên sân nữa. Twitter Fate cầm cự tới giờ phút này cũng phải nằm xuống. Rồi thế là top 1, nhà kia gặp bóng của mình cũng hỏng luôn. Gần dễ thế nhở. Bạn nào cũng đang spam Kai'Sa thì nhớ để lại comment cho mình biết với nhá. Mà spam ít thôi, hư lắm.